Em mến chào khán giả, hôm nay em có mặt tại dòng sông. Em quay tàu đầu kéo xà lan trên dòng sông chạy hướng Chợ Gạo về Long An, từ Long An về Bến Tre các bạn. Em cũng cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem những video của Hồng Hạnh miền Tây quay về những xà lan. Và đây là một chiếc tàu đầu kéo của Long An mà chở rất là nhiều khối đá mi luôn các bạn. Hôm nay vào buổi trưa trên dòng sông nước lớn xà lan chạy rất là nhiều về Long An các bạn. Đây là một chiếc tàu chở dầu. Chở dầu chạy rất là lẹ luôn, chạy về Bến Tre. Đây là dòng sông ở Tiền Giang miền Tây các bạn. Chiều mà xuống bờ kè mình ngắm xuống dòng sông, ngắm những xà lan chạy rất là vui luôn các bạn. Tàu chở dầu chạy rất là lẹ luôn. Và cái bên phía dưới là một chiếc xà lan chở cát của Cần Thơ. Và đây có một chiếc tàu chở dầu chạy rất là lẹ luôn. Bình thường những tàu chở dầu này nhỏ nhưng mà chạy rất là lẹ luôn các bạn. Và tàu chở dầu này đang chạy về Bến Tre. Tàu chở dầu này vòng vòng gắn những bánh xe rất là đẹp luôn.
Ở đây có một chiếc xà lan chở đá mi nữa các bạn, đang lấy đá Bến Tre chạy về Bến Tre. Ở đây là có một chiếc xà lan chở cát. Và đây có một chiếc ghe sắt chạy rất là lẹ luôn, xoáy nước luôn các bạn. Chiếc xà lan này lấy hàng rồi về Long An các bạn. Bây giờ xà lan này của An Giang. Vào buổi trưa hôm nay trên dòng sông nước lớn, những thượng nước, những xà lan chạy rất là nhiều về Long An các bạn. Đây là một chiếc xà lan hầm chở hàng khô của Tiền Giang nè các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video Hồng Hạnh miền Tây.